trường đại học tiên phong trong việc tham gia xây dựng xã hội học tập tại Việt Nam từ năm 1990. Với triết lý giáo dục nhân bản, rộng mở, thực tiễn và hội nhập, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đang là trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và gắn kết cộng đồng. Trong đó, đào tạo từ xa hướng tới phát triển ngang tầm khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào là thành viên của các tổ chức quốc tế đang đóng góp tích cực cho xã hội, hội đồng quốc tế và đào tạo theo hình thức mở và hình thức từ xa, Hiệp hội các trường đại học mở châu Á, Trung tâm đào tạo mở và từ xa thuộc Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á. Với sứ mạng đóng góp và nâng cao tri thức cho cộng đồng bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng đến đóng góp cho xã hội những giá trị tốt nhất trong giáo dục và đào tạo. Hiện tại, chúng tôi là một tập thể cùng chia sẻ, kết nối trong học tập và làm việc với hơn 40.000 người, bao gồm các giảng viên, chuyên viên và sinh viên đến từ các khoa, phòng ban. Ngoài ra, còn là đại gia đình của bao thế hệ cựu sinh viên trải dài theo lịch sử của trường từ năm 1990 được thành lập, trở thành trường công lập vào năm 2006 và chính thức thí điểm tự chủ hoàn toàn từ năm 2015 đến nay. Các cơ sở học tập của trường luôn đảm bảo điều kiện học tập cho mọi người và hướng đến kết nối với môi trường xanh trong sự phát triển bền vững. Cơ sở Long Bình Đồng Nai rộng 32 hecta, cơ sở Ninh Hòa Khánh Hòa rộng 9,7 hecta, cơ sở Bình Dương rộng 1,3 hecta, thành phố Hồ Chí Minh với 4 cơ sở tại quận 1, quận 3 và Gò Vấp. Để kết nối mọi người thông qua các giá trị kiến thức, chúng tôi luôn không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Từ bậc cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ đều có cơ hội tiếp cận các hình thức đào tạo hiện đại và hữu ích như các bài giảng trực tuyến, thư viện trực tuyến, hệ thống truyền hình, phát thanh học tập lan tỏa khắp mọi vùng miền trong và ngoài nước Việt Nam. Người học tại Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn có được cơ hội học tập với nhiều chuyên ngành đến từ hệ thống đào tạo đa ngành của trường bởi các khoa trực thuộc. Được hưởng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn tận tâm như các chế độ chính sách, học bổng đa dạng, hỗ trợ việc làm bán thời gian và toàn thời gian sau khi tốt nghiệp với các hệ thống trực tuyến. Để tiếp tục phát triển thành quả hôm nay, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ gìn và phát triển các giá trị cốt lõi, bao gồm mở rộng tri thức, gắn kết thực tiễn, phục vụ cộng đồng, chuyên nghiệp, hiệu quả, sáng tạo và thân thiện. Từ đó, chúng tôi đã luôn phát triển mạnh mẽ hợp tác trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường còn là đối tác nghiên cứu và hợp tác của các sở ban ngành từ trung ương đến địa phương. Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên đã phát triển mạnh mẽ và luôn đứng đầu trong nhóm các trường đại học nghiên cứu đạt chất lượng, được đăng trên các tạp chí nổi tiếng như ISI và Scopus. Sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh được thừa hưởng nền giáo dục rộng mở để không chỉ phát triển năng lực chuyên môn, kỹ năng mà cả thái độ. Người học không ngừng nâng cao giá trị bản thân và xây dựng lòng nhân ái vì mọi người. Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đã từ lâu là niềm tự hào, đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên trong rèn luyện và để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Chúng tôi hướng đến một nền văn hóa đoàn kết, rộng mở, biết khiêm tốn học hỏi và sẵn sàng kết nối cùng mọi người để cùng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn mỗi ngày. Chúng tôi cùng bạn hoạch định tương lai, mở rộng cơ hội học tập cho mọi người vì một xã hội phát triển bền vững và tốt đẹp hơn.